Mình chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Chơn Miền Tây, học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái clip là xử lý cái vách tường, là cái vách tường này của ông chú ở bên Vĩnh Long nè. Quá trời nó nứt luôn, nứt mà nó thấm vô, nó có gông xanh luôn, thấm vô có gông xanh trong này luôn. Đó, nó lột ra như vậy nè. Cái máy này là nó nứt gió, nứt cái tường mà nó chân chim này kia, nó lâu ngày nó lộ ra, nứt chân dài ra thêm. Đó, thì hôm nay mình cũng có mấy anh em thợ bên Đồng Tháp qua xử lý cái vết nứt này nha. Đó. Thì cái vết nứt này mình sẽ xử lý là mình sẽ dùng sủi ra. Này, sủi vô bên này ra. Ui, sủi vô cái đường hồ luôn em trái. Nghiến ở cái nào nó ra được thì nó ra, không được thì thôi. Tức nghĩa cho nó khuyết vô trong mình chét bột vô nó mới cứng lại được. Để sủi cái da ngoài mới mốt cái nó lộ nguyên hình nữa à. Quá tệ, nứt từ nhà tới trường luôn ha. Mấy một cái vách sông. Vách sông từ dưới lên tới trên. Bên phần gió nó nứt nhiều hơn bên đây thôi. Quá trời nứt thấm vô cái tường này là tường 20 nha. Tường 20, tường 200. Cũng là nứt chứ không phải là do tường nứt nha. Thì cái dấu nứt này mình có cái loại keo để xử lý dấu nứt, xong rồi mình phải có chét bột vô nha. Cái bột vô thì mình sẽ chà lấy mặt bằng lại, nó sẽ chống được cái thời gian nó. Ví dụ nó có ở cái game màn sơn chậm nữa thì nó cũng không đi trong được nha. Đây thì mình hôm nay cũng ấy luôn nha, chia sẻ lại nha cô chú anh chị bạn. Thì những cái dấu đứt là trên cái tấm tượng này thì mình đã xử lý, nhưng mà thôi thấy nó có nó nứt quá nhiều đi nên mình không có xử lý theo dấu nứt nữa. Nhà mình sẽ sủi cái bột này ra luôn nha, sủi cái sơ này ra luôn nè. Đó, thì khúc này mình đã sủi xong hết rồi. Đó, còn khúc trên thì bên kia đã sủi rồi, thì hôm nay mình sẽ dùng bột các loại nha. Thì có chú anh chị bạn ha, sủi sạch ra thì mình cũng vệ sinh nè, tiếng nước đi nọ. Rồi những cái dấu nước mà nó nhiều quá thì mình sẽ giá lại bằng keo chống thấm. Giá xong thì mình sẽ pha bột nha. Thì mình pha bột này thì mình sử dụng là bột của Jotun 201. Thì mình sẽ pha dệt postman nha, để cho nó được bảo vệ cái đường mình nó cứng hơn, để thời gian sau nó không bị thấm và nó ít hạn chế bị ăn nứt. Thì một xô bê như vậy thì mình pha vào nửa xô thôi, nửa xô bột thì 2 bay xi măng. Đó, mình sử dụng là bay thì ba nào cũng được mà 2 bay xi măng cũng vừa phải nha cô chú anh chị bạn. Thì mình sẽ pha vào cái xô đó mình để đưa vô bột như sau. Thì cứ một nửa xô đó, nửa xô bê đó thì 2 bay xi măng. Thì mình một lát nữa mình lên trên đà cảnh, mình sẽ quay lại trên đó cho cô chú chị bạn xem. Thì mình sẽ test bột nha. Rồi thì mình đã lên trên, mình chát hết số nha. Rồi bây giờ xuống dưới này. Đó. Thì những cái dấu nước này nè là mình vệ sinh sạch đây. Đây luôn. Dưới này thì nó nước to quá nên mình đã chát keo lên nè. Đó. Rồi, chát keo lại cho nó liền mặt. Rồi mình sẽ chép bột vô. Đây này, này là bột này. Bột mình nó pha với xi măng, giải quyết những cái mà vết nứt phải chép hết rồi. Xử lý như vậy là mình xài mấy bền nha của chú anh chị bằng. Còn ví dụ mình làm sơ vài năm rồi nó không bị lại nữa, thì dài để đằng kia. Đó, khúc kia thì khúc trên chưa xả. Đây những cái khúc mà mình giá này nè. Đó. Từ đó. Rồi thì mình sẽ chắc là mình chắc giáp cái này thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem nha. Đây thì cái tường mình đã trát bột xong rồi xả nó liền mặt hết trơn cô chú anh chị bạn. Thì giờ nó lăn sườn lót, lăn sườn lót từ trên xuống tới dưới này. Thì cái tường mình pha giấy xi măng để mình trát bột đó, thì nó là một cái màu xám chứ nó không có màu trắng nha. Thì khi mình lăn sơn lót lên đó, thì nó sẽ ra màu trắng nha. Thì xả thì nó cũng hơi nặng hơn cái bột bình thường, thì nó có độ cứng để nó mới chống thấm được nè, nó hạn chế răng nứt rồi sau này. Đây thì nó làm sơn lót này dưới nha, này mới có phương nữa. Thì cái bột mà để mình pha mình trét hồi sớm á, thì nó pha với xi măng. Thì những cái tường mà cũ mà nó bị lâu ngày thấm nước á, thì cái tường mình nó nứt, mình nó bị bở, thì mình phải dùng bột mà pha xi măng để mà khắc phục lại nha. Chứ còn mình chép bột vô bình thường đó, thì cái bột kia nó rất là mềm, nó như là bột bình thường thôi, nó mềm rồi sau này thì nó cũng sẽ nứt ra thêm nữa. Thì mình sẽ pha cái xi măng vô cho nó bám dính được, cái độ bám nó cao hơn và nó hạn chế ngăn nứt. Dùng cái loại sơn thì loại sơn thì nó cũng mà vui tung chống găng nứt á, và phủ vết nứt cũng rất là hiệu quả. Cái độ màu thì nó cũng rất là bền, cũng sử dụng qua cũng nhiều, không bị bay màu, bị lan màu luôn. Rồi, thì để mình lăn cái tường xong thì mình sẽ quay lại cho cô chú chị mình làm xem nha. Rồi thì bức tường này mình đã sơn rồi nha cô chú chị các bạn. Dành xuống dưới về rút vàng. Đây đang anh thợ đang sủi nè, đang sủi trên đó. Đừng tiếp tục làm cái phần nửa bên đây còn lại nè nha. Đó, thì sơn lại nó mới nè. Thì cô chú anh chị nào cũng làm cái tường cũ lại thì mình nứt cái móng chim ít á, thì mình sẽ giảm giá lại thôi. Còn mà nó quá trời nhiều dạng như là nó nứt đều hết á, thì mình sủi lại cái ba cái bê ra, dao sủi ra hết rồi mình chép bột lại. Mình đừng có lấy đừng nên lấy máy mài mài nha, máy mài nó phạm vô rất là lâu. Rồi thì mình cũng kết thúc clip của cô chú anh chị bạn. Cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo nha. Đó, đây quay lại đằng sau luôn, dán đặt hết một khúc, dán vào khúc đó, khúc trên thì sơn, xử lý rồi làm hết những đường đi rồi rót luôn cái nền này. Đây cũng dán lên một phút, và cái này cũng sơn bê luôn, rất là mình sơn xong. Đó đục sữa luôn. Đây cũng sơn xong luôn. Mặt tiền này mình sơn xong hết rồi nha, dán gạch là sơn hết rồi.